Video này sẽ hướng dẫn anh chị thao tác xuất nguyên liệu. Trong mục quản lý chọn hóa đơn, sau đó chọn xuất nguyên liệu, giao diện hiển thị danh sách các đơn xuất nguyên liệu trong ngày, nếu có. Để tạo đơn mới, nhấn vào nút tạo đơn xuất nguyên liệu. Bấm vào biểu tượng kính lúp để tìm chọn nguyên liệu, tăng giảm số lượng cần xuất, sau đó bấm vào biểu tượng mũi tên để chuyển qua trang hóa đơn. Có thể chọn ngày xuất, sau đó bấm tạo phiếu và in hoặc tạo phiếu để hoàn tất đơn xuất nguyên liệu, hoặc bấm vào biểu tượng sale ở góc phải phía trên màn hình để lưu tạm đơn. Để tiếp tục đơn đã lưu tạm trước đó, anh chị chọn đơn có chữ lưu tạm ở trang danh sách các đơn xuất nguyên liệu và chọn tiếp tục xuất nguyên liệu. Sau khi thêm, chỉnh sửa các nguyên liệu cần thiết rồi chuyển qua trang chi tiết đơn hàng, bấm tạo phiếu để hoàn tất. Để in và xóa đơn xuất nguyên liệu, trong trang danh sách các đơn, chọn đơn cần thực hiện. Bấm vào biểu tượng ba chấm, chọn in, giao diện hiển thị trang in, bấm in để hoàn tất, hoặc chọn xóa đơn xuất nguyên liệu đó. Anh chị cũng có thể xem lại hóa đơn xuất nguyên liệu trong một hóa đơn nguyên liệu. Chọn đã xuất để xem lại danh sách,